Chào chào bác ạ. Nào. Bác cho em biết về họ tên, quê quán, hiện tại bác đang ở đâu? Tôi Lê Văn Thăng, dạ, đội 1, thôn Văn Sơn, xã Nam Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Vâng. Hôm nay tôi xuống ghi hình của bác thì bác có thể kể con biết được quá trình ngày trước bác bị làm sao không ạ? Tôi bị thoát vị đã đệm, cũng nên Việt Đức thì uống thuốc nó không đỡ. Bác bị thoát vị đệm, bác đau nào mà bác chụp chiếu ạ? Nó cứ đau xong nó dồn xuống chân trái này, Dạ. Bác đau như vậy kéo dài bao nhiêu lâu? đau nó 2-3 tháng, nó hầu như nằm đâu nằm đấy. Vâng. Bác đau kéo dài 2-3 tháng thì bác đau ở bên nào nhiều? Đau bên chủ yếu là bên chân trái này, bên này ở lưng. Vâng. Thế cơn đau của bác biểu hiện về ngày nặng, về ngày nặng ở đêm nhiều? Nói chung là cả ngày đêm. Vâng. Bác đau nhiều như vậy bác chụp chiếu bác biết là khi viện bảo bác bị thoát vị đấy thì bác điều trị ở viện không? Tôi thì lấy thuốc ở viện về. Vâng. Bác điều trị ở viện là lấy thuốc bao nhiêu ngày? Tôi lấy thuốc, lấy nhiều thuốc lắm, dạ, điều mà buồn về uống nó chả đỡ gì. Vâng. Bác đau kịch nhật tổng cộng là mấy tháng? Nó dồn vào rồi 3 tháng là đau. Vâng. Bác có kể tỉ mỉ hơn con cơn đau của bác như nào không? Đau hầu như là đêm, thậm chí là cả đêm không ngủ được. Dạ. Đêm không ngủ được, lúc đó bác đi lại khó khăn nhiều không? Đi lại khó lắm, độc vâng. Nằm thôi, nếu vợ thỉnh thoảng này còn đút đút cho ăn nữa. À, có nghĩa là đau không ngồi được. Không ngồi được, cứ phải nằm. Bác gái mình đút cho ăn. Rồi. Trong vòng bao nhiêu tháng bác còn nhớ không? Trong vòng chắc 3-4 tháng. 3-4 tháng. Nhưng mà đi lại là khó khăn đúng không? Đi lại khó lắm. Vâng, vợ phải chăm. Rồi. Từ sinh hoạt. Rồi. Đúng không? Ăn uống hàng ngày. Rồi. Sau khi bác đau như vậy thì cơ chế nào biết là thuốc chồng con? Tôi thì thấy mấy anh về ăn dỗ gia đình, thêm mấy anh bọn có thầy thuốc ở trên Trung Mỹ Hà Nội, dạ, uống thuốc khỏi hẳn, nói cái gì thì tôi cũng xin địa chỉ tôi nên. Dạ vâng. Sau khi về nhà thuốc chồng con được nhà thuốc con điều trị những pháp như nào? Nói chung là thầy thuốc dặn là về mình uống thế, kiêng thì mình kiêng thế. Vâng. Bác để nhà thuốc con điều trị những phương pháp như nào bác còn nhớ không? Có vừa đắp vừa uống. Vâng. Mấy điều trị bệnh nhà thuốc thì bác uống thuốc vào và đắp các thuốc vào. Rồi nhìn còn đau lên hay giảm luôn? Nó giảm nhiều. Dạ, giảm. Bây giờ hiện tại là đi lại ngon lành. Bác uống thang thứ mấy bác giảm? Uống chục, nói chung là rơi khoảng một tuần cái đấy là giảm hẳn. Giảm hẳn. Giảm hẳn. Bác uống tổng lượng thuốc được mấy tháng bệnh tình thì bác khỏi hoàn toàn? 4 tháng là khỏi. Vâng. Hoàn toàn. Từ hôm nay bác khỏi được bao nhiêu năm rồi? Một năm. Một năm rồi. Trong suốt một năm qua nghề nghiệp hiện tại bác làm nghề gì? Nghề tôi thì làm nghề bốc vác. Dạ. Cà rốt. Dạ vâng. Làm nông, làm ruộng. Làm nông, làm ruộng. Công việc có nặng nhọc không bác? Nặng chứ, bao cà rốt toàn 70-80 cân thôi. Dạ vâng. Trong suốt một năm qua bác lao động, bác làm việc bác còn đau được không? Nó không đau. Không đau. Ngày trước bác đau nhiều thì bác còn làm việc được không? Ngày trước đau nhiều làm sao được nữa? Dạ. Đọc ở nhà. Ở nhà. Không thì làm được, ừ. Làm thì nó đau, làm sao được? Vâng. Lúc bác đi chụp chiếu ở viện thì chị ở viện có điều trị mổ hay là bị bảo thuần cho bác? Để viện thì nó cũng bảo mình mổ, nhưng dạ, mà mổ thì nó khoảng 50-50. Dạ. Thế mình bảo thôi thì về uống thuốc điều trị cho nó ấy, chứ mổ 50-50, một là đi được, hai là không đi được cũng rất là mệt. Vâng. Bác điều trị nhà thuốc thì bác cảm nhận nhà thuốc con điều trị có hiệu quả không? Nói chung là quá hiệu quả rồi. Dạ vâng. Thì hôm nay con ghi hình phỏng vấn thực tế của bác về quá trình bác điều trị khỏi thoát vị của nhà thuốc, bác điều trị được 4 tháng và khoảng 1 năm rồi. Rồi. Bác đau trong vòng 2-3 tháng đúng không? Rồi. Không đi lại được. Không đi lại được. Lúc đó bác gái chăm. Thì cái tư tưởng của bác lúc đó, bệnh tình của bác nặng như vậy, bác có thấy hoang mang và chán nản nhiều không? Nó trùng chán. Nhưng bây giờ mình đang đi lại được, mình làm được. Bây giờ nếu bây giờ nằm đâu nằm đấy thì nó chán nó quá thì còn. Dạ vâng. Mà nhất là bác này, tuổi bác không phải là cao. Đúng rồi. Mà lại bị đau nhưng không đi lại được 2-3 tháng mà vợ lại chăm sóc hàng ngày từ miếng ăn đúng không? Đúng rồi. Đau nhiều. Đau nhiều. Lúc đó thì cái cơn đau của bác biểu hiện nặng nhất về ban ngày ban đêm? Ban đêm nhiều hơn. Ban đêm.
ban Bác đêm đau ở bên nào nhiều? đau nó chủ yếu là nó giật, rồi Vâng. nó giật nâng rồi chân. Dạ. Cái triệu chứng đau của bác nó giật, bác kể thì mình coi hơn được con được không? Nói chung là nó nằm xong rồi ở cái giường của mình là giường mét 6 mét 7 Dạ. thì một mình nằm thôi, Dạ. nếu ví dụ hai người nằm là không nằm được, Dạ. mình cũng còn vật bên nọ vật bên kia được. Có nghĩa là nằm phải giờ mình Là mấy ấy được mình không là nếu đau hai thì người là không làm được, không làm được. Thì hôm nay con phóng đến phúc. giờ phút này là mình đã kể cả là 3 4 người làm được, Dạ vâng. Ăn ngủ ngon chưa? ăn ngủ ngon. Và nhận đặc biệt là Hiện hôm tại bây giờ đang khoái rồi, bây giờ đã uống rượu ăn thịt chó vâng, bình cái việc phản rượu bia bác phải hạn chế cho con nhé. rồi Thì hôm nay con phỏng vấn hình ảnh của bác đã khỏi được 1 năm rồi, trong rồi tổng cộng điều trị 3 tháng ở nhà thuốc. Thì hôm nay con có dịp đi nhìn thực tế, con thay mặt nhà thuốc con cảm bác, chúc bác và đại đình luôn khỏe nhé. Con chào bác ạ. Vâng. Vâng. Là bó được tròn chảo đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được, rồi ta bắt ra. Là bó sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắt ra đổ rượu cho đều, dùng thìa đảo lá thật đều lên, dụng cụ gò na gồm có 2 cách. Cách thứ nhất, bệnh nhân chuẩn bị một tấm vải xô kích thước dài từ 3 phân rộng 2 phân. Cách thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sữa của trẻ à sinh kích thước dài từ 3 phân rộng 2 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó sau khi được đổ rượu và đảo đều, ta xúc lá từ trong chảo cho vào tấm vải xô, dùng thìa dán mỏng lá vuông góc 4 cạnh đều tay, ra quấn 4 đầu của tấm vải xô lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông đặt mặt ngoài hoặc một tấm giấy cũng được. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách gói lá thứ nhất của nhà thuốc đã làm xong. Còn cách gói lá thứ hai, bệnh nhân chuẩn bị một chiếc khăn sữa của trẻ à sinh, sau đó ta dùng kéo cắt một đầu ra. Người ta mở miệng túi. Xúc lá từ trong chảo đổ vào túi. Xóc lá vuông góc đều tay 4 cạnh lại. Ta quấn một đầu của túi lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân cũng dùng một tấm ni lông hoặc một tấm giấy đặt mặt ngoài. Người ta ngửa lá lên. Đây là 2 cách gói lá của nhà thuốc. Bệnh nhân thích chọn cách 1 và cách 2 cũng được.
Vì đã vào vị trí như vậy. Chị bị đau này bao năm rồi chị? 3 năm rồi. Chị đau bên nào nhiều? Tê chân rồi chị? Đây chị bao tuổi rồi? Thế nào? Sao bên trái nhiều nó? Theo nóng từ 1 đến 5 phút rồi rượu đắp vào thôi nhé. Có chị gà đắp vào uống điều trị thứ 2 đến 4 tháng. Trong ngắn vào đấy, này sang trái không?